Tài xế xe bus Ấn Độ liều mạng thế nào, dù đường xá tồi tệ hay tình huống phức tạp ra sao? Ông đằng tài xế không đạp phanh, giờ chúng ta cùng xem hiện trường khởi hành của xe bus đường dài Ấn Độ. Ông đằng tài xế ngồi vào ghế, mọi người có thể đợi bữa ăn bất cứ lúc nào. Vừa bắt đầu, con đường có người đi bộ, đi xe máy và xe khách đông đúc. Rất nhanh ông đằng đã đến chỗ vượt, thoát khỏi nguy hiểm vượt qua. Quả nhiên ở phía trước xảy ra tình huống, thật lợi hại, rào chắn như vậy thực sự là bài kiểm tra kỹ năng của tài xế. Không phải muốn mạng của lão già này sao, không lâu sau ông đằng lại thành